Chào mừng các em đến với kênh Hệ Liêm. Trong bài giảng hôm nay thì xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 4 sẽ kết nối tri thức của cuộc sống. Trong lúc xem bài giảng, Hệ Liêm các em phải dễ hiểu. Các em sẽ bấm khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Và hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài 59 bài luyện tập trung tiết số 1. Câu số 1. Câu này 60 và 48, bên đây là chấm hỏi phần 24. Mình thấy là bên đây 48, bên đây 24. Mình thấy là mình sẽ chia tử và mẫu cho 2. 48 chia 2 được 24, 60 chia 2 được 30, nên chỗ này mình sẽ viết số 30 nhé. Tiếp theo bên đây 30, bên đây là 5. 30 mà biến thành 5 thì mình sẽ chia tử và mẫu cho 6. 30 chia 6 được 5, 24 chia 6 được 4, mình sẽ viết số 4 ở đây. Tiếp theo mình sẽ đến bên đây. 15 phần 25, bên đây là số 3. 15 muốn biến thành số 3 thì mình sẽ chia tử và mẫu cho 5. 15 chia 5 được 3, 25 chia 5 được 5, mình sẽ viết số 5. Tiếp theo bên đây là 5, bên đây là 15. 5 mà muốn biến thành 15 thì mình sẽ nhân tử và mẫu cho 3. Đúng rồi. 3 nhân 3 bằng 9, viết số 9. 9 phần 15. Giờ bên đây là 9, bên đây là 27. Số 9 muốn biến thành 27 thì mình sẽ nhân tử và mẫu cho 3. 9 nhân 3 bằng 27. 15 nhân 3 bằng 45. Mình sẽ viết số 45. Như vậy mình xong câu A, mình sẽ làm câu B. Câu B thì mình sẽ rút gọn các phân số 84 phần 32. Mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho 4, mình sẽ rút gọn bằng cách chia tử mẫu cho 4 nhé. 84 chia 4, 32 chia 4, 84 chia 4 sẽ bằng 21, 32 chia 4 bằng 8, kết quả là 21 phần 8. Tiếp theo là 15 phần 27, mình sẽ rút gọn phân số bằng cách chia tử và mẫu cho 3. 15 chia 3, 27 chia 3, 15 chia 3 được 5, 27 chia 3 được 9, kết quả là 5 phần 9. Tiếp theo là 96 phần 120. Mình thấy là tử mẫu sẽ chia hết cho 24. Mình thấy là sẽ chia hết cho 2 nè, cho 4, cho 6 thì sẽ chia hết cho 24. Chia tử và mẫu cho 24. Giờ 96 chia 24 sẽ bằng 4. 4 x 4 16, 6 x 1, 4 x 2 là 8. Thêm 1 là 9, 96. Đúng rồi. Còn 120 chia 24 sẽ bằng 5. Như vậy là mình xong câu số 1. Câu số 1 kèm hiệu quả. Câu xong khuất video hãy biết kèm hiệu quả. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2. Phân vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Câu A. Đã tô màu 4 phần 9 hình nào dưới đây? Mình sẽ quan sát hình A. Hình này được chia làm bao nhiêu phần bằng nhau? 3, 6, 9, 9 phần bằng nhau và tô màu 5 ô. Như vậy có nghĩa là 5 phần 9. Hình B mình thấy cũng được chia làm 9 phần bằng nhau và tô màu 4 ô. Như vậy là 4 phần 9. Như vậy là câu A mình sẽ chọn đáp án B nha. Tiếp theo là câu B. Đã tô màu 3 phần 10 số ngôi sao của hình nào? Mình quan sát hình A có 10 ngôi sao, tô màu 3, như là 3 phần 10. Như vậy là câu B, các em sẽ chọn đáp án này. Đúng rồi. Còn bên đây sẽ là 6 phần 10. Cái này sẽ là 7 phần 10. Và bên đây sẽ là 6 phần 10. Tiếp theo là câu C, phân số 4 phần 7 bằng phân số nào dưới đây?
Giờ như 4 phần 7, bên đây là 6 phần 14. Như 7 muốn biến thành 14 thì mình sẽ nhân tử vào 1 cho 2, 4 nhân 2 là 8. 8 phần 14 như đáp án A là không đúng. Giờ 27, 7 mà muốn biến thành 27 thì không được, câu đáp án B là không đúng. Đây là 28, một số là 28, bên đây là 7, 7 mà muốn biến thành 8 thì các em sẽ nhân tử vào 1 cho 4. 4 x 4 16, 7 x 4 là 28. Như 4 phần 7 sẽ bằng 16 phần 28, đúng không? Như vậy câu C mình sẽ chọn đáp án C nhé. Như vậy là mình xong câu số 2. Câu số 2 kem hiệu bạn, cái xong hết video hãy biết kem hiệu bạn. Tiếp theo mình sẽ làm câu số 3 tính. Mình sẽ làm câu E chứ. Như là 4 x 8 x 13, 13 x 7 x 8 thì mình thấy là 10 trên dưới có số 13, mình sẽ chia tử vào 1 cho 13. Như vậy hai số này sẽ biến thành hai số 1. Có hai số 8 mình sẽ chia tử vào 1 cho 8. Lúc này hai số này biến thành hai số 1. Như vậy còn lại là 4 nhân 1 nhân 1 là 4. Giờ 7 nhân 1 nhân 1 sẽ là 7, kết quả là 4 phần 7. Tiếp theo là câu B. Như vậy mình thấy là tử mẫu có số 17, mình sẽ chia tử vào 1 cho 17, lúc này sẽ biến thành hai số 1. Tử mẫu có số 11, mình sẽ chia tử vào 1 cho 11, lúc này hai số này biến thành hai số 1. Còn lại 6 quả chính, 6 phần 9. 6 phần 9 mình sẽ rút gọn luôn bằng cách chia tử vào 1 cho 3. 6 chia 3 được 2, 3 9 chia 3 được 3, kết quả sẽ là 2 phần 3. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 4, phân quý phân số kết hợp và dấu chấm từ hai số 13 và 9 lập được. Như ở đây mình sẽ có hai số, số 13 và số 9. Câu A mình sẽ lập phân số bé hơn 1. Như phân số bé hơn 1 là tử số bé hơn một số nên mình sẽ chọn số 9 là tử số và 13 là một số. Như chính là 9 phần 13. Giờ phân số lớn hơn 1, phân số lớn hơn 1 thì tử số phải lớn hơn một số nên mình sẽ viết là 13 phần 9. Giờ các phân số bằng 1 sẽ là 9 phần 9 và 13 phần 13. Như vậy là mình xong câu số 4. Câu số 4 kem hiệu bạn, xong hết video hãy biết kem hiệu bạn. Tiếp theo là câu số 5, phân hoặc chữ đặt trước câu trả lời đúng. Phân số 64 phần 96 không bằng phân số nào dưới đây? Hãy sẽ tính nhắc cái này. Như vậy 64 phần 96 mình sẽ đi rút gọn phân số bằng cách chia tử vào 1 cho 2. 64 chia 2 sẽ bằng 32. 96 chia 2 sẽ bằng 48. Như vậy sẽ bằng phân số 32 phần 48. Giờ sẽ giúp gọn tiếp bằng cách chia tử vào 1 cho 2 tiếp. 32 chia 2 được 16. 48 chia 2 sẽ bằng 24. Như vậy sẽ bằng 16 phần 24. Giờ mình sẽ chia tử vào 1 cho 2 tiếp. 16 chia 2 được 8. 24 chia 2 bằng 12. Giờ sau đó mình sẽ
Thì mình thấy ở đây là 12, ở đây là 4. Như 12 muốn biến thành 4 thì mình phải chia tử vào 1 chia 3. Nhưng mà số 8 chia 3 không được. Như vậy chắc chắn là hai con số này không bằng nhau. Đúng rồi. Như vậy ở đây mình sẽ chọn đáp án C. Như vậy câu số 5 các em sẽ chọn đáp án C. Hai con số này sẽ không bằng nhau. Đúng rồi. Con số 64 bằng 96 sẽ không bằng con số 3 bằng 4 được rồi. Dạ, như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm khích chia sẻ cho bạn bè xem, và em nào chưa đăng ký kênh Hề Liêm các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất Hề Liêm. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.